Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua dù đã đạt được một số bước tiến cả về chất và lượng, nhưng sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ nước ta vẫn còn rất nhiều hạn chế. Trước thực trạng này, Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển Việt Nam được tổ chức cuối năm 2018 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp phải nỗ lực tìm mọi giải pháp để phát triển công nghiệp hỗ trợ, sớm đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất của tập đoàn đa quốc gia, tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, công nghiệp quốc gia không thể tồn tại và phát triển được nếu không có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, bởi đây là yếu tố quyết định giá thành sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cuối cùng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Ý thức rõ điều này, chính phủ cùng các bộ ngành địa phương trong cả nước đều xác định rõ cần phải tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm xây dựng nội lực quốc gia và tự cường đất nước. Chúng ta cũng đã có rất nhiều các chủ trương chính sách cả của Đảng và Nhà nước để phát triển công nghiệp nói chung cũng như công nghiệp hỗ trợ nói riêng. Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các bộ ngành để tổ chức triển khai rất là quyết liệt và một cách rất là kịp thời những cái chủ trương và cái chính sách mới của nhà nước. Trong đó thì đến hiện nay thì Bộ Công Thương đã cấp ra cái giấy phép để xác nhận ưu đãi cho các cái dự án mà nhận được ưu tiên, nhận được cái ưu đãi của chính phủ cho các cái dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ tới 44 cái dự án này, và trong một thời gian có thể nói là cũng rất là gấp và rất ngắn để chúng ta có điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp trong cái triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư của mình. Đối với thành phố Hà Nội, để thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp, theo đó rà soát, ban hành, triển khai cơ chế, chính sách, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất, kinh doanh, tuyên truyền tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực. Hà Nội cũng như là các cơ quan nhà nước của thành phố Hà Nội sẽ có rất nhiều chính sách trong thời gian tới để mà hỗ trợ cái vấn đề này. Thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho thành phố Hà Nội ban hành một cái kế hoạch mà trong 2019-2020 với một cái kinh phí gần 40 tỷ đồng để mà hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy cái ngành công nghiệp hỗ trợ của thủ đô. Hà Nội cũng đang triển khai và sẽ cùng với Bộ Công Thương triển khai rất là mạnh trong thời gian tới, đó là hỗ trợ áp dụng và đổi mới khoa công nghệ, nhất là tiếp nhận những chuyển giao công nghệ mới, công nghệ hiện đại của nước ngoài. Thì cái chính sách này Hà Nội cũng sẽ áp dụng theo những chính sách chung của chính phủ và Bộ Công Thương. Cơ bản ví dụ như là chúng ta làm công tác xúc tiến thương mại, ngoài ra những chính sách về đào tạo, những chính sách về hỗ trợ về vốn, hỗ trợ về vấn đề tiếp cận những cái chính sách mới, những cái cam kết về thương mại. Vấn đề cấu trúc lại nền kinh tế, lựa chọn cơ cấu lại các ngành công nghiệp đang trở nên cấp bách nhằm phát huy cao nhất lợi thế của Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực. Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Việt Nam đều là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, có trình độ hạn chế về nhiều mặt. Vì vậy, ngoài sự cố gắng của doanh nghiệp, cần sự hỗ trợ quyết liệt, đồng bộ của nhà nước, cần có chủ trương nhất quán, dài hạn, phân bổ nguồn lực đủ lớn để hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp họ nâng cao năng lực để đạt tới trình độ khu vực và toàn cầu trong quá trình phát triển. Ngoài ra, nhà nước cũng cần dành một phần ngân sách thỏa đáng để cử người đi đào tạo ở những quốc gia có truyền thống phát triển công nghiệp hỗ trợ để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Trong cái quá trình là sản xuất, kinh doanh thì công ty nhận được rất là nhiều sự quan tâm hỗ trợ của ngành công thương. Các hoạt động hỗ trợ như là hỗ trợ vay vốn sau đầu tư, hỗ trợ vay vốn lãi suất ngắn hạn, rồi là các cái hoạt động liên quan đến hỗ trợ các nguồn lực, và trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất. Chúng tôi đối với những cái ứng dụng về khoa học công nghệ mới thì chúng tôi cho cán bộ đi ra nước ngoài để đào tạo, để tiếp thu những cái công nghệ của họ về để sản xuất. Đối với trong nước thì chúng tôi thuê các cái chuyên gia nước ngoài về để làm việc cùng với người lao động, người công nhân, người kỹ sư của chúng tôi, để từ đó là họ có những cái đào tạo mà trực tiếp. Trong suốt nhiều năm qua thì Sở Công Thương trợ giúp cho các doanh nghiệp rất là lớn, đặc biệt là trong những năm nay là những năm mà đổi mới, thì các cái mô hình hỗ trợ, cái mô hình hoạt động để mà phối hợp với bên hiệp hội cũng như là hỗ trợ đến các cái doanh nghiệp thì Sở đồng hành và hỗ trợ rất là sát sao. Các cái chương trình cho cái xúc tiến thương mại trong và ngoài nước thì Sở cũng đã hỗ trợ rất là mạnh mẽ, rồi là có những cái nguồn tài chính để mà hỗ trợ để đưa đoàn cho các cái đoàn xúc tiến thương mại nước ngoài.
Vai trò của các ngành công nghiệp và nhất là công nghiệp hỗ trợ được xác định là những trụ cột quan trọng nhất. Tuy nhiên, phát triển công nghiệp hỗ trợ cần quá trình tích lũy kỹ năng quản lý và sản xuất lâu dài. Ngoài các giải pháp hỗ trợ về tài chính, phát triển khoa học công nghệ cũng như nguồn nhân lực, còn cần thúc đẩy liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, công ty sản xuất và lắp ráp nước ngoài. Về phía các doanh nghiệp, không thể chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước mà phải chủ động trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và sản xuất để từng bước giành được chỗ đứng trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.